Hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện bài tập số 2, trang 82, toán lớp 5 về phép chia số thập phân cho số tự nhiên. Câu thứ nhất, 46,2 chia 6. Chúng ta thực hiện đặc tính 46,2 chia 6. Rồi, trước hết chúng ta thực hiện phép chia từ trái sang phải ở phần nguyên trước. 46 chia 6 được 7. 7 nhân 6 bằng 42. 46 trừ 42 còn 4, viết 4. Trước khi hạ số ở phần thập phân của số bị chia thì chúng ta phải đánh dấu phẩy bên phải của thương, bên phải số 7. Rồi, chúng ta hạ số 2 xuống. 42 chia 6 được 7. 7 nhân 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0. Như vậy 46,2 chia 6 là bằng 7,7. Câu tiếp theo, 5,1 chia 3. Chúng ta đặt tính 5,1 chia 3. Chúng ta thực hiện phần nguyên trước. 5 chia 3 được 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. Trước khi thực hiện hạ chữ số 1 ở phần thập phân của số bị chia thì chúng ta phải đánh dấu phẩy bên phải của thương. Rồi, chúng ta hạ số 1. 21 chia 3 bằng 7, viết 7. 7 nhân 3 bằng 21. 21 trừ 21 bằng 0. Như vậy, 5,1 chia 3 bằng 1,7. Câu tiếp theo, 45,6 chia 4. Chúng ta đặt tính 45,6 chia 4. Chúng ta cũng thực hiện chia ở phần nguyên trước. 4 chia 4 bằng 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Trước khi hạ chữ số 6 ở phần thập phân của số bị chia thì chúng ta phải đánh dấu phẩy ở thương bên phải của số 11. Rồi, chúng ta hạ 6 xuống. 16 chia 4 bằng 4. 4 nhân 4 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy, 45,6 chia 4 là bằng 11,4. Bài tiếp theo, 35,6 chia 2. Chúng ta đặt tính 35,6 chia 2. Chúng ta cũng thực hiện thứ tự chia từ trái sang phải ở phần nguyên trước. 3 chia 2 được 1, viết 1. 1 nhân 2 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. Chúng ta hạ số 5. 15 chia 2 được 7, viết 7. 7 nhân 2 bằng 14. 15 trừ 14 bằng 1. Trước khi hạ chữ số 6 ở phần thập phân của số bị chia thì chúng ta phải đánh dấu phẩy ở thương. Rồi, chúng ta hạ số 6 xuống. 16 chia 2 được 8, viết 8. 8 nhân 2 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy 35,6 chia 2 là bằng 17,8. Chúng ta sang bài tập số 4. Bài tập số 4, trang 83.
Câu thứ nhất 6,3 chia 7. 6,3 chia 7 bằng bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta cũng đặt tính 6,3 chia 7. Chúng ta cũng thực hiện thứ tự chia ở phần nguyên trước. 6 chia 7 được 0, viết 0. 0 nhân 7 bằng 0. 6 trừ 0 bằng 6. Trước khi hạ số 3 ở phần thập phân của số bị chia thì chúng ta phải đánh dấu phẩy ở thương. Và rồi chúng ta hạ số 3 xuống. 63 chia 7 được 9. 9 nhân 7 bằng 63. 63 trừ 63 bằng 0. Như vậy, 6,3 chia 7 bằng 0,9. Bài tiếp theo 6,4 chia 8. 6,4 chia 8 bằng bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta cũng đặt tính 6,4 chia 8. Tương tự như bài vừa rồi, 6 chia 8 được 0, viết 0. 0 nhân 8 bằng 0. 6 trừ 0 còn 6. Trước khi hạ số 4 ở phần thập phân của số bị chia, chúng ta đánh dấu phẩy ở thương. Rồi chúng ta hạ số 4 xuống. 64 chia 8 được 8, viết 8. 8 nhân 8 bằng 64. 64 trừ 64 bằng 0. Câu tiếp theo 4,41 chia 7. Chúng ta đặt tính 4,41 chia 7. Chúng ta cũng thực hiện phép chia ở phần nguyên trước. Chúng ta lấy phần nguyên của số bị chia trước. 4 chia 7 được 0, viết 0. 0 nhân 7 bằng 0. 4 trừ 0 bằng 4. Trước khi hạ số 4 ở phần thập phân của số bị chia, chúng ta đánh dấu phẩy ở thương. Rồi chúng ta hạ số 4 xuống. 4, chúng ta có 44 chia 7 được 6. 6 nhân 7 bằng 42. 44 trừ 42 còn 2. Và chúng ta tiếp tục hạ số 1 xuống. Chúng ta thực hiện chia thứ tự từ trái sang phải. 21 chia 7 được 3, viết 3. 3 nhân 7 bằng 21. 21 trừ 21 bằng 0. Như vậy 41 chia 7 bằng 0,63. Bài tiếp theo 8,82 chia 42. Đây là chia số tự nhiên có hai chữ số. Bây giờ chúng ta bắt đầu khó danh. Chúng ta đặt tính 8,82 chia 42. Thì đầu tiên chúng ta cũng lấy cái phần nguyên của số bị chia chúng ta chia trước. Chia cho số chia trước. 8 chia cho 42 được 0, viết 0. 0 nhân 42 bằng 0. 8 trừ 0 còn 8. Như vậy trước khi hạ số 8 ở phần thập phân của số bị chia này thì chúng ta phải đánh dấu phẩy ở thương. Và đánh dấu phẩy sau số 0. Chúng ta hạ số 8 xuống. 88 chia 42. Chúng ta là được 2. 2 nhân 2 được 4. 2 nhân 4 được 8. Như vậy 88 trừ 84 bằng 4. Và chúng ta tiếp tục hạ số 2 xuống. 42 chia 42 bằng 1. 1 nhân 42 cũng bằng 42. Như vậy 42 trừ 42 bằng 0. Kết quả là 8,82 chia 42 sẽ bằng 0,21.